Thưa quý vị, chiều ngày 19 tháng 2 năm 2023, Ban Kinh tế Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An phối hợp với Chùa Vạn Linh tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa tổ chức tiệc buffet chay, gây quỷ và lễ mừng thọ Phật tử cao niên. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó ban kiêm chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa, Thượng tọa Thích Nhuận Thành, trưởng ban kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó ban trị sự kiêm trưởng ban kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, trưởng ban tổ chức cùng chư tôn đức ban trị sự, ban kinh tế tài chính tỉnh, tăng ni sinh trường trung cấp Phật học tỉnh Long An Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhuận Thành thành kính gửi lời tri ân đến Hòa thượng trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Chư Tung Đức Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể Chư Tôn Đức đã tạo điều kiện để ban tổ chức có đủ thuận duyên để tổ chức buổi lễ. Thượng tọa nhắn gửi quý Phật tử về nhân duyên lớn lao của buổi tiệc buffet chay ngày hôm nay. Nhân đây, Thượng tọa nói về ân đức to lớn của hai đấng sinh thành và cách để báo hiếu cha mẹ. Buổi tiệc buffet chay hôm nay với mục đích gây quỹ hoạt động cho Ban Kinh tế Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và huyện Đức Hòa để hỗ trợ cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong những Phật sự quan trọng sắp tới. Sau lễ mừng thọ, Chư Tùng Đức Quang Lâm khai mạc tiệc buffet chay và tham quan khu vực bày trí thức ăn. Theo Thượng tọa trưởng ban tổ chức, đây là dịp để mọi người được thưởng thức hàng chục món chay thanh tịnh do Phật tử các tự viện huyện nhà thực hiện, cũng góp phần khuyến khích mọi người ăn chay.